Chị em phụ nữ Tuần Khôn, có thể nói trong thời gian qua các chị em phụ nữ cũng rất đang cố gắng. Là một đội văn nghệ không chuyên của Tuần Khôn, nhưng khu du lịch đã mở ra, hiện tại đội văn nghệ vẫn là đang chuyên dụng, cũng như các khách du lịch sẽ múa những bài múa đi các nhà hôm tây hay nhu, hay khách có nhu cầu thì các đội văn nghệ sẽ đi diễn tại đấy. Một lần nữa xin chúc sức khỏe toàn thể các chị em phụ nữ luôn luôn sức khỏe, luôn phát huy những điệu múa của mình. Xin chân thành cảm ơn.
các cô gì của đội Vũ Thường ạ. Nhóm hát then thôn Vun thể hiện. Hai, hát đơn ca then do Lương Đông câu lạc bộ hát then đàn tính xã Vũ Thường trình bày. Ba.